Em gái à, em không đủ trình độ để đọc gì anh đâu. Tôi không biết là Triều sẽ khai ra những gì, nhưng nếu như anh nghĩ Triều là một tử quyệt của anh thì khôn hồn, anh hãy tự đi đầu thú trước khi đã quá muộn. Ồ, chào em gái. Lâu rồi á, chúng ta không có ngồi ăn cơm chung với nhau. Gặp mặt còn không muốn mà, nói chi là uống. Em đừng có xỉa xó như vậy, giữa hai chúng ta đâu phải là một cuộc chiến đâu. Em ngồi đi. Anh muốn gì á thì nói mau đi. Anh muốn nói chuyện thằng Triều đã xuất hiện. Thì sao, anh đang lo sợ hả? Anh muốn đố em, tại sao ngay phút chót nó lại xuất hiện đột ngột như vậy? Anh đừng có đố với cái chuyện đó, cái đó không có gì vui hết á. Được thôi, câu hỏi mà chúng ta ai cũng thắc mắc. Nó trốn ở đâu cả tháng trời, bỗng nhiên chỉ nên xuất hiện giữa phiên tòa, rồi tuyên bố chắc nịch rằng nó biết ai đứng đằng sau giật dây Ngọc Lát. Nó hoạch tẹt ra kẻ đầu sỏ trong vụ án sát hại ba của chúng ta. Ý anh nói là Triều là con át chủ bài của tôi? Đương nhiên là không. Cho dù hắn lật kèo đi chăng nữa, em cũng không thể nào lấy lại được số cổ phần mà em đã chuyển giao cho anh. Tôi không có chuyển giao. Cái đó là anh đã cưỡng đoạt một cách hèn hạ. Thôi, đừng dài dòng nữa. Anh muốn hỏi em một chuyện. Có phải hắn là do đối thủ tung ra để đánh gia đình mình không? Đối thủ nào? Anh đã nói sẵn cái gì vậy? Ra ngoài đi. Dạ. Anh ví dụ như phút cuối hắn khai ra anh với em là chủ mưu, thì lúc đó không biết là thông tin chính xác hay không, nhưng giống như lửa gặp gió gì đó, giá cổ phiếu của Vinh Phúc sẽ rớt thê thảm, rớt một cách không phanh. Tôi không hứng thú ngồi nghe anh nói nhảm đâu. Cho anh biết một lý do lọt tai đi. Tôi không biết, nhưng cái tôi biết rất rõ, hình như là anh đang rất run sợ phải. Nhõm nhí. Rõ ràng là anh đang rất hoang mang mà. Nếu không thì anh đã không dương đông chích tay để tự trấn an cho mình. Em gái à, em không đủ trình độ để đọc gì anh đâu. Tôi không biết là Triều sẽ khai ra những gì, nhưng nếu như anh nghĩ Triều là một tử quyệt của anh thì khôn hồn, anh hãy tự đi đầu thú trước khi đã quá muộn. Im đi, đừng có nói nhảm nha. Chưa hết, anh hãy trả hết tất cả những gì mà anh đã lấy của mẹ con tôi. Từ nay ra sau này, tôi sẽ là người duy nhất đi thăm nuôi anh khi mà anh phải ngồi đó ăn cơm tù. Em nói cái gì? Em nói ăn cơm tù? Em muốn anh ở tù lắm đúng không? Có phải không Vi? Những cái gì mà nhìn? Cũng muốn mai mốt anh được ăn xin hết không? Cút đi! Dạ. Đúng rồi. Nó muốn thay cái gì?